Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn theo dõi bài viết. Một bài tổng hợp về thị trường xe điện thời gian gần đây đăng trên trang cá nhân của nhà báo Hoàng Hùng, nội dung như sau. Tại sao doanh số xe điện giảm? Tương lai xe ô tô sẽ sử dụng nhiên liệu gì? Liệu xe điện có phải là xu thế chung hay không thì chưa chắc chắn. Nhưng hiện nay, người tiêu dùng vẫn đang đắn đo khi chuyển sang xe điện, mặc dù được các chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ cho người tiêu dùng khi mua xe điện. Nguyên nhân người dân đắn đo là xe điện giá vẫn cao hơn xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, cơ sở hạ tầng, trạm sạc, chất lượng pin và thời gian chờ sạc pin. Cho nên yếu tố quyết định nhất trong xe điện vẫn là vấn đề pin. Hiện nay nhiều hãng xe đang cải tiến pin, trong đó có các thành công ban đầu là các hãng xe Nhật. Toyota xác nhận kế hoạch ra mắt xe điện sử dụng pin thể rắn với khả năng chạy được 1.200 km nhưng chỉ cần 10 phút để sạc lại. Nissan cũng của Nhật Bản mong muốn vượt qua các hãng ô tô khác và trở thành hãng đầu tiên sản xuất loại pin mới cho ô tô điện với công suất gấp đôi, kích thước bằng một nửa và giá cả hợp lý. Hình ảnh một mẫu xe điện Tesla. Không biết có phải là người tiêu dùng đang đợi chờ một bước đột phá trong lĩnh vực pin của xe điện hay không, mà xu thế mua xe điện giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Tại châu Âu, nhu cầu về ô tô điện ở châu Âu đã giảm mạnh. Thực tế là doanh số bán ô tô chạy điện đã giảm 15% trong thời gian vừa qua, thậm chí ở Đức là hơn 40%. Ngoài ra, đối với người lái xe, xe hybrid là lựa chọn phổ biến thứ hai sau xe chạy nhiên liệu hóa thạch và xe điện chiếm vị trí thứ ba. Sự sụt giảm doanh số bán xe có thể tiếp tục. Các công ty ô tô giải thích sự giảm bớt quan tâm đến những chiếc ô tô thân thiện với môi trường, rằng người tiêu dùng có lẽ đang chờ đợi những mẫu xe tốt hơn, rẻ hơn, pin sạc nhanh hơn và đi được với đoạn đường dài hơn. Một hãng xe có tiếng trong làng xe điện là Tesla cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cổ phiếu của Tesla đã giảm liên tục trong vài ngày qua. Hình ảnh một mẫu xe điện mini của Trung Quốc. Trong buổi thuyết trình về thu nhập hôm thứ Tư, nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới cho biết mức tăng trưởng doanh số bán hàng của họ trong năm nay có thể thấp hơn đáng kể so với năm ngoái khi họ tiếp tục phát triển mẫu xe thế hệ tiếp theo. Có thể là một mẫu xe có giá thấp hơn và chất lượng pin tốt hơn. Nhưng tất cả vẫn chỉ là lời hứa. Còn khi nào đưa ra thị trường các loại xe điện giá thành rẻ, chất lượng pin tốt, chưa hãng nào đưa ra con số chính xác. Các chuyên gia dự đoán sẽ là năm 2028, nhưng đến thời điểm đó là 4 năm nữa. Thế nhưng, ngoài các lý do về người tiêu dùng thờ ơ với xe điện, thì còn một nguyên nhân là xe điện giá rẻ của Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị trường, khiến doanh số của các hãng xe điện khác sụt giảm. Liệu VinFast có góp phần vào việc khiến cho hãng xe Tesla sụt giảm doanh số hay không thì chưa có con số thống kê, nhưng cổ phiếu của hãng này thì vẫn nằm ở giai đoạn đáy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Tại sao doanh số xe điện giảm? VinFast kiến nghị không áp dụng giá kinh doanh cho các trạm sạc ô tô điện. Ngày 26 tháng 1, VOA tiếng Việt loan tin VinFast kiến nghị giá điện rẻ hơn cho xe điện ở Việt Nam. VOA dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết chính phủ Việt Nam đang cân nhắc kiến nghị của hãng xe điện VinFast về việc đơn giá điện sẽ rẻ hơn cho xe điện để khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang dùng loại phương tiện này. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao cho ba bộ là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của VinFast là không nên áp dụng giá điện theo mức giá kinh doanh cho các trạm sạc xe điện trên cả nước. Ông Hà yêu cầu các cơ quan này báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ kết quả và phương án xử lý vấn đề này trong tháng 1 năm 2024, cũng theo Tuổi Trẻ. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA cho hay, theo biểu giá điện tháng 1 năm 2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá điện kinh doanh vào giờ bình thường cho điện áp từ 22 kV trở lên là 2.442 đồng trên 1 kW và lên đến 4.251 đồng 1 kW vào giờ cao điểm. Trong khi giá điện sinh hoạt khởi điểm cho các hộ dân ở thị xã, thành phố là 1.728 đồng 1 kW. Do đó, nếu bắt các phương tiện chạy điện phải thanh toán giá điện theo mức giá kinh doanh, thì chi phí sử dụng xe điện sẽ cao hơn. Theo VOA, VinFast, hãng xe điện lớn nhất của Việt Nam, của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đang đầu tư xây dựng hệ thống trạm sạc điện tại tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Bộ Công Thương trước đó đã đòi tính giá điện theo mức giá kinh doanh tại các trạm sạc này. Tuy nhiên, hãng xe điện lập luận rằng đối tượng sạc điện tại các trạm sạc là người tiêu dùng trực tiếp tiêu thụ, chứ không phải là các cơ sở kinh doanh, và việc áp giá điện kinh doanh sẽ không khuyến khích người dân chuyển sang xe điện, do đó sẽ ảnh hưởng đến chính sách phát triển xe điện của Việt Nam. Hình ảnh Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast và Vingroup. Bên cạnh đó, VOA cho biết chính phủ Việt Nam đang thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh, chuyển dần ra khỏi năng lượng hóa thạch sang các loại hình năng lượng tái tạo để thực hiện mục tiêu mà nhà nước này đã cam kết với cộng đồng quốc tế là phát thải ròng bằng không vào năm 2050. VOA tiếp tục dẫn tờ Tuổi Trẻ cho biết trong kiến nghị lên chính phủ, VinFast chỉ ra trường hợp của các nước khác có chính sách hỗ trợ phát triển xe điện và xây dựng phát triển hạ tầng sạc, chẳng hạn như trợ cấp, giảm thuế, tài trợ chi phí xây dựng trạm sạc. VinFast kiến nghị chính phủ nghiên cứu ban hành đơn giá điện riêng cho trạm sạc theo tinh thần khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi năng lượng xanh. VOA cho biết thêm, hiện tại xe điện được chính phủ Việt Nam miễn lệ phí trước bạ, trong khi xe động cơ đốt trong, lắp ráp trong nước được hỗ trợ 50% mức phí này. Hình ảnh một trạm sạc cho ô tô điện VinFast. Có thể nói giá điện tại Việt Nam đang ở một mức cao hơn so với thu nhập bình quân của người dân. Nên nếu áp giá điện kinh doanh cho việc sạc điện thì sẽ là một gánh nặng cho người sử dụng xe điện. Những kiến nghị của VinFast là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, điều này cần áp dụng cho tất cả các dòng xe điện của tất cả các hãng xe đang và sẽ có mặt tại Việt Nam, chứ không phải riêng mình VinFast. Xe điện VinFast hiện đang mất uy tín trên thị trường cả về chất lượng xe lẫn thái độ phục vụ của hãng. Ngay tại quê nhà Việt Nam, lượng bán xe VinFast đã giảm mạnh đến mức khách hàng lớn nhất của VinFast chính là một công ty khác của ông Phạm Nhật Vượng, hãng taxi điện GSM. Mà chính hãng taxi này cũng đang ế ẩm vì rất nhiều khách hàng e ngại khi ngồi lên những chiếc xe mang thương hiệu VinFast. Còn tại Mỹ, xe VinFast bán được với số lượng cực nhỏ so với ông lớn Tesla thì gần như bằng không. Vì vậy, có khả năng trong tương lai gần, xe điện Trung Quốc và các nước khác sẽ chiếm lĩnh thị trường Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin VinFast kiến nghị không áp giá kinh doanh cho các trạm sạc ô tô điện. Chính phủ Việt Nam đã lùi xa về nhân quyền. Ngày 27 tháng 1, AFA tiếng Việt có bài Theo dõi nhân quyền, chính phủ Việt Nam đuối lý khi công kích tổ chức phi chính phủ quốc tế. AFA dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc phân ban châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, cho biết chính phủ Việt Nam có hai mặt về nhân quyền, nói bất cứ điều gì họ nghĩ sẽ có lợi cho họ về mặt chính trị và công kích các nhà hoạt động ở Việt Nam hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế như tổ chức theo dõi nhân quyền vì đi ngược lại với sự tuyên truyền không có thật của chế độ độc đảng ở Đông Nam Á. Đó là lời phản bác lại tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25 tháng 1 của tổ chức theo dõi nhân quyền. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết trước đó tổ chức theo dõi nhân quyền đã công bố phúc trình toàn cầu năm 2024 nói trong năm qua, chính quyền Việt Nam đã đè nén các quyền dân sự và chính trị cơ bản và trừng phạt nặng nề những ai dám thách thức vị thế độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục cấm thành lập công đoàn, lao động độc lập và các tổ chức nhân quyền cũng như đặt các nhóm tôn giáo độc lập ra ngoài vòng pháp luật. Theo AFA, hai tuần sau, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam hoàn toàn bác bỏ và lên án cái gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền vì những nội dung sai sự thật bịa đặt trong báo cáo. Tuy nhiên, ông Phil Robertson của tổ chức theo dõi nhân quyền khẳng định đây là biện pháp bảo vệ cuối cùng của một chính phủ đã có bước lùi xa về nhân quyền, đến mức họ thực sự không còn lý do chính đáng nào để tuyên bố rằng họ tuân theo bất kỳ công ước nhân quyền quốc tế nào mà họ đã phê chuẩn. Mọi quyền dân sự và chính trị, dù là quyền tự do ngôn luận, quyền hội họp hay quyền tự do lập hội, đều đang bị chính quyền Việt Nam vi phạm một cách có hệ thống. Hình ảnh một số nhà hoạt động đang bị giam giữ với những bản án bất công. Điểm mấu chốt là chính phủ Việt Nam có hồ sơ nhân quyền tồi tệ thứ hai ở ASEAN sau chính quyền quân sự tàn bạo ở Myanmar và Hà Nội đang tiến hành triệt phá một cách có hệ thống tất cả các nhóm xã hội dân sự nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.
Lý do duy nhất khiến người dân Việt Nam không bày tỏ sự bất bình trước chính phủ là vì họ quá sợ phải đối mặt với hàng loạt sự giám sát, quấy rối và đàn áp dành cho bất kỳ ai chỉ trích chính phủ. Im lặng không có nghĩa là đồng ý, và người dân Việt Nam muốn nhân quyền của họ được tôn trọng, bất chấp những khẳng định sai lầm mà chính phủ đưa ra là nhân danh người dân. AFA dẫn lời bà Hoàng Minh Trang, thạc sĩ chuyên ngành quyền và thực hành quyền từ Thụy Điển phát biểu. Báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phản ánh đúng sự thật về tình hình nhân quyền của Việt Nam năm 2023, đặc biệt là việc chính phủ Việt Nam tham gia đàn áp các nhà hoạt động xã hội dân sự. Tù nhân lương tâm nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thức, người vừa mới tuyên bố tuyệt thực để phản đối trại giam dù sắp mãn hạn tù. Một nhà hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn nói với AFA trong điều kiện ẩn danh rằng nhà nước Việt Nam luôn nói các báo cáo quốc tế chỉ trích tình hình nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam là bịa đặt, nói xấu, nhưng không giải thích là các báo cáo bịa đặt và nói xấu nhằm mục đích làm gì. Nói về nói xấu và bịa đặt thì Hà Nội là người giỏi hơn ai hết khi vu cáo cho hơn 160 người phải vào tù vì những tội không tưởng như lợi dụng quyền tự do dân chủ hay tuyên truyền chống nhà nước. Và thậm chí trơ trẽn đến mức vu cáo tội trốn thuế cho nhiều người hoạt động môi trường đã hoạt động nhiều năm, mà trước đó không bao giờ bị chất vấn về những điều này. Nói theo cách của ông Nguyễn Phú Trọng, thì mình đã làm thế nào mà suốt cả thập niên không có tổ chức nào nói tốt về dân quyền, tự do ngôn luận và tín ngưỡng ở Việt Nam? Nhà hoạt động này mỉa mai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Chính phủ Việt Nam đã lùi xa về nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d